Khó khăn khi nói tiếng Việt với người Việt. Đây là một số khó khăn bạn sẽ gặp khi cố gắng nói tiếng Việt với người Việt. Một số người Việt chỉ muốn nói tiếng Anh để học tiếng Anh. Một số người Việt không đủ kiên nhẫn để hiểu bạn vì họ chưa bao giờ học một ngôn ngữ. Người Việt hay cười, thỉnh thoảng nụ cười của họ làm bạn nghĩ họ cười tiếng Việt của bạn. Người Việt nói tiếng Việt rất nhanh, nếu bạn không bảo họ nói chậm. Nhiều người Việt luôn khen bạn nói tiếng Việt tốt, dù bạn chỉ nói rất ít tiếng Việt và không muốn giúp bạn học nhiều hơn.